Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây tại một chung cư mini nhà ở nhiều căn hộ ở ngõ 236 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhiều hộ dân đang vội vã di dời đồ đạc trước sự có mặt của cơ quan chức năng và công an phường Hạ Đình. Theo quan sát, sau thời gian sử dụng, nhiều cột dầm bê tông ở tầng 1, nơi để xe của chung cư mini này đã bị nứt toát. Có nơi, vết nứt chạy ngang dọc từ cột bê tông lên đến trần. Để đảm bảo an toàn, một hệ thống dàn giáo bằng sắt được hàng bắt vít quanh các cột bê tông và trần tầng 1. Bên ngoài các vị trí nguy hiểm được căng dây có dòng chữ khu vực cấm vào. Chị L.H. sống ở tòa nhà cho biết từ ngày 30 Tết, cư dân phát hiện các cột ở tầng 1 của tòa nhà bỗng nhiên nứt toát. Từ đó đến nay, cư dân sống trong nỗi lo tòa nhà không đảm bảo an toàn. Chúng tôi được cơ quan chức năng đề nghị di dời xong trong chiều nay. Hy vọng các bên liên quan sớm khắc phục xong sự cố để chúng tôi được về nhà, chị LH nói. Chuyển về căn hộ 30m2 ở tầng 6 của tòa nhà từ năm 2017, anh VT cũng cho biết qua hơn 6 năm sử dụng, một số hạng mục của tòa nhà đã xuống cấp, đặc biệt là các cột dưới tầng để xe. Sau khi nhận được đề nghị di dời để đảm bảo an toàn, gia đình anh T đã thuê một căn nhà ở phường Hà Đình để sống tạm. Anh T mong muốn việc sửa chữa phần xuống cấp của tòa chung cư mini sớm hoàn thành để các hộ dân nơi đây không phải đi thuê nhà. Cột nhà bị nứt như vậy, ai cũng thấy nguy hiểm. Nên khi nhận được đề nghị của lực lượng chức năng, cư dân chúng tôi đều gói ghém đồ đạc để nơi khác. Anh Tê nói thêm. Qua tìm hiểu, chung cư mini chống nạn có 6 tầng, một tầng để xe và một tum với khoảng 60 căn hộ đã được chủ đầu tư bán cho các hộ dân và sử dụng từ năm 2017 đến nay. Bí thư quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cho biết, Trước khi di dời, tất cả các hộ dân trong tòa chung cư mini này đã họp bàn và có phương án xử lý dưới sự giám sát của chính quyền sở tại. Theo bí thư quận ủy Thanh Xuân, người dân đã mời đơn vị tư vấn vào đánh giá toàn bộ hiện trạng bị hư hại xuống cấp rồi đưa ra phương án khắc phục. Về công tác quản lý trật tự xây dựng ở quận Thanh Xuân, báo cáo mới đây của Sở Xây dựng Hà Nội thể hiện quận này có 282 tòa chung cư, 90 chung cư mini, Đáng chú ý, số công trình xây dựng sai giấy phép ở quận Thanh Xuân là 232 công trình, hơn 3.200 công trình đang được kiểm tra về trật tự xây dựng. Liên quan đến chung cư mini tại quận Thanh Xuân, trước đó đêm 12 rạng sáng 13 tháng 9 năm 2023, chung cư mini số 37 ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân bị cháy, làm 56 người tử vong. Chung cư mini này được cấp phép 3 tầng, 1 tung, nhưng được chủ đầu tư là ông Nghiêm Quang Minh 44 tuổi, trú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, xây thành 9 tầng. Ông Minh còn là chủ đầu tư của 8 chung cư mini xây vượt tầng không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố, trong đó tại quận Thanh Xuân có 5 công trình. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Minh về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, đồng thời khởi tố 6 cựu cán bộ lãnh đạo thuộc Tổ trực tự xây dựng, Ủy ban Nhân dân, Phường Khương Đình và Công an Phường Khương Đình để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi đổ xăng lên đầu người để đốt tại quán bia Thảo Đen, số 1381 Đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt. Về phía nạn nhân, người đàn ông này bị bỏng toàn thân 98% rất nguy kịch và đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện. Theo thông tin ban đầu chiều 22 tháng 2, Công an phường Hoàng Liệt nhận tin báo về việc một người đàn ông bị đổ xăng đốt khi đang ngồi uống bia tại quán bia Thảo Đen số 1381 đường Giải Phóng, thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, tổ công tác công an phường Hoàng Liệt đã đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Tạ Văn Hát, sinh năm 1969, trú quận Hoàng Mai. Quá trình xác minh điều tra, đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hoang sinh năm 1959, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, hành nghề lái xe ôm, đã đến trụ sở công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Hoang khai nhận nghi ngờ vợ mình có quan hệ ngoài luồng với ông Hát. Trước thời điểm xảy ra sự việc khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 2, khi đang chạy xe ôm ở khu vực bến xe nước ngầm, Hoang phát hiện vợ mình là bà PTN sinh năm 1971 bán nước chè tại bến xe nước ngầm và ông Hát Đi từ hướng nhà nghỉ ra, ông Hoang đã gọi ông Hát đứng lại nói chuyện nhưng ông Hát vẫn rời đi. Sau đó biết ông Hát thường đi uống bia cùng bạn tại quán bia trên đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt. Hoang đã đi mua xăng, đựng vào chai nhựa. Gần 16 giờ chiều cùng ngày, phát hiện ông Hát đang ngồi uống bia với bạn. Hoang đã xông tới đổ xăng lên người ông Hát rồi châm lửa đốt. Kê án xong, Hoang về nhà kể lại sự việc với con rồi đi đầu thú. Nghi phạm thừa nhận từ lâu đã nghi ngờ ông Hát và vợ mình có mối quan hệ ngoài luồng. Hai người đàn ông đã nhiều lần mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Lãnh đạo công an quận Hoàng Mai cho biết vợ nghi phạm khẳng định không có chuyện như Nguyễn Văn Hoàng nói. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Liên quan đến vụ việc mổ nhầm bệnh nhân xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng vào ngày 20 tháng 2, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẳng định không có việc mổ nhầm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Sai sót đến giờ không để lại hậu quả về sức khỏe. Theo trình bày của ông Trịnh Văn Quyết, ngày 20 tháng 2, có hai trường hợp đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Một là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, tiền sử phẫu thuật nên có đặt ống thông dẫn dịch tại Bàng Quang vào ngày 2 tháng 10. Cùng sáng hôm đó, ông Nguyễn Hồng Hải, người bị nhầm, có tiền sử phẫu thuật lấy sỏi san hô cách đây 17 năm tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng đến khám, ông Hải có triệu chứng tiểu buốt, tiểu rát. Cả hai bệnh nhân trên đều được chỉ định chụp x-quang. Vào lúc 9 giờ 48 phút ngày 20 tháng 2, kỹ thuật viên Nguyễn Đức Trường là nhân viên khoa chẩn đoán hình ảnh gọi tên mời bệnh nhân Nguyễn Trọng Nghĩa vào phòng chụp X quang. Tuy nhiên, bệnh nhân Nguyễn Hồng Hải lại bước vào phòng chụp X quang và ngược lại. Do không kiểm tra lại thông tin của người bệnh trước khi chụp nên để xảy ra sự cố nhầm lẫn về kết quả X quang của hai bệnh nhân này. Sau khi có kết quả phim X quang, bác sĩ Dương Xuân Kỳ, bác sĩ điều trị khoa ngoại tổng hợp đã khám, hỏi tiền sử bệnh của bệnh nhân Nguyễn Hồng Hải. Bệnh nhân khai cách đây khoảng 17 năm có mổ hệ tiết niệu tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đến nay không đi tái khám lại tại thành phố này cũng như bệnh viện đa khoa tỉnh, hiện đau nhiều bên trái. Khi trao nhầm kết quả, phim rõ như thế nên các bác sĩ đã tiến hành nội soi để lấy ống thông dẫn dịch. Thực tế không phải mổ, báo chí nêu mổ là chưa đúng mổ như bạn đọc hiểu là đưa lên bàn dao kéo can thiệp phanh ra nhưng thực chất cái này là ống thông dẫn dịch nên chỉ thực hiện thủ thuật nội soi và bằng quang để rút ra phó giám đốc sở y tế trình bày ông quyết cũng chia sẻ việc nói mổ nhầm mổ oan là chưa chính xác có xảy ra sự việc nhầm lẫn là đúng sau đó khi tiến hành nội soi thì phát hiện ra nhầm lẫn Nhân viên bệnh viện điện cho người nhà bệnh nhân và điện thoại ban giám đốc báo cáo sự việc. Sau khi xảy ra sự việc nhầm lẫn, nhân viên chẩn đoán hình ảnh có điện trao đổi và xin lỗi người nhà tại thời điểm đó. Khi sự việc xảy ra đã không xảy ra đôi co hay tỏ tiếng gì, cùng ngày bác sĩ khoa ngoại cũng kiểm tra sức khỏe đối với ông Hải, người bị nội soi nhầm, còn đối với ông Nghĩa, người bệnh được đặt ống thông dịch dẫn lưu cũng được nội soi và rút ra bình thường. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, hiện việc nhầm lẫn không để lại hậu quả gì về sức khỏe. Sau sự việc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã họp khẩn, phân tích giúp kinh nghiệm. Cũng liên quan việc này, Sở Y tế đã ban hành văn bản yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng báo cáo vụ việc trước 14 giờ ngày 22 tháng 2. Sở cũng yêu cầu đơn vị bệnh viện đến thăm hỏi bệnh nhân hiện bệnh viện đã có báo cáo gửi sở y tế trình bày vụ việc và đã họp khẩn cấp phân tích rút kinh nghiệm bệnh viện cũng đã cử lãnh đạo và một số đồng chí thành viên trong ekip xuống tận nhà người bệnh nguyễn hồng hải thăm hỏi động viên hiện người bệnh cũng không có thắc mắc và sức khỏe cũng ổn định theo ông quyết hiện sở y tế tỉnh lâm đồng đang tổng hợp mọi vấn đề để báo cáo liên bộ bên cạnh đó sở y tế cũng ban hành văn bản gấp gửi các sở y tế trong toàn tỉnh chấn chỉnh hoạt động chuyên môn mới đây trước luồng ý kiến thắc mắc về việc một nữ tài xế ở đắk lắc bị phạt kịch khung vi phạm nồng độ cồn nhưng không bị tước giấy phép lái xe, ông lê văn chiến phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra việc tham mưu và ban hành quyết định xử phạt hành chính kịch khung một phụ nữ vi phạm nồng độ cồn nhưng không tước giấy phép lái xe sẽ sửa ngay nếu sai, ông chiến nói. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông có ý kiến như trên sau khi tiếp nhận phản ánh từ phóng viên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Theo nguồn tin cho biết, trước đó ngày 22 tháng 2, ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà NTH, 38 tuổi, ngụ phương Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tổng cộng 51 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạt bà Hát 35 triệu đồng do điều khiển ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên một lít khí thở. Quyết định phạt bà Hát 11 triệu đồng do không có giấy phép lái xe phạt 5 triệu đồng do không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Điều đáng nói trong quyết định xử phạt không có hình thức phạt bổ sung nên bà Hát không bị tước giấy phép lái xe. Thông tin này khiến nhiều người thắc mắc vì với mức vi phạm của nữ tài xế này chắc chắn sẽ bị tước giấy phép lái xe có thời hạn. Được biết, Quyết định xử phạt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông được ban hành theo đề nghị của trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa tại tờ trình ngày 19 tháng 2. Các hành vi bị xử phạt căn cứ theo biên bản vi phạm hành chính do Công an thành phố Gia Nghĩa lập hôm 12 tháng 2. Theo đại diện đội cảnh sát giao thông công an thành phố Gia Nghĩa, đơn vị này không tham mưu hình thức phạt bổ sung, không tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với bà NTH do bà này không có giấy phép lái xe. Vì không có giấy phép lái xe thì đâu áp dụng hình thức phạt bổ sung được. Trước khi ký quyết định, anh Lê Văn Chiến cũng hỏi đi hỏi lại việc này, đại diện đội cảnh sát giao thông công an thành phố Giang Nghĩa nói. Trong khi đó, nguồn tin từ Sở Giao thông Vận tải Đắk Nông xác nhận, bà NTH đã được sở này cấp giấy phép lái xe hạng B2 hôm 14 tháng 1, trước khi bà H vi phạm. Liên quan đến vụ việc trên, theo luật sư Nguyễn Thanh Huy, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đắk Nông nêu quan điểm nếu người tham gia giao thông có giấy phép lái xe nhưng giấu đi hoặc khai không có thì cơ quan tham mưu ra quyết định xử phạt hành chính phải có trách nhiệm rà soát xác minh đầy đủ lực lượng cảnh sát giao thông phải liên hệ với sở giao thông vận tải hoặc đơn vị có thẩm quyền xác minh kiểm tra người điều khiển phương tiện vi phạm đã được cấp giấy phép lái xe hay chưa để có hướng xử lý tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính người tham gia giao thông Khai không có giấy phép lái xe nhưng xác minh là có thì vẫn phải áp dụng hình thức tước giấy phép lái xe theo quy định, luật sư Nguyễn Thành Huy nói. Sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, một lãnh đạo công an thành phố Gia Nghĩa nói cơ quan này đang kiểm tra lại việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính đối với trường hợp trên. Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Liên quan đến vụ chìm tàu cá ở Quảng Ngãi mới đây, Thượng tá Lê Mỹ Sơn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Ngãi, triển khai tàu chức năng, thợ lặn, tàu hàng, tàu cá gần khu vực xảy ra sự việc tổ chức tìm kiếm hai ngư dân mất tích trong vụ tàu hàng va chạm với tàu cá khiến 9 ngư dân rơi xuống biển. Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã điều động tàu, thợ lặn phối hợp với ngư dân địa phương đang tổ chức tìm kiếm hai ngư dân mất tích. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy hai ngư dân, Thượng tá Lê Mỹ Sơn nói: Các thợ lặn cho biết, phần thân và máy của tàu cá QNG11126TS đã bị chìm, riêng phần cabin của tàu đã bị bung khỏi thân tàu và trồi lên mặt nước nhưng không tìm thấy hai ngư dân. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn, bộ đội biên phòng Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Theo ghi nhận tại trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, ngay từ sáng sớm cho đến đầu giờ chiều ngày xảy ra vụ việc có rất đông người thân, người dân, lực lượng biên phòng, công an, viện kiểm sát, cảng vụ hàng hải, tất cả ánh mắt đều hướng về phía biển chờ thông tin tìm kiếm của lực lượng chức năng ở khu vực tàu gặp nạn với hy vọng cứu được hai ngư dân mất tích. Người thân của hai ngư dân mất tích quỵ ngã khi hay tin, chính quyền địa phương phải động viên. Hai tin chồng là Ông Nguyễn Thành, 58 tuổi, mất tích sau khi tàu cá gặp nạn. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu cùng hai con trai đau buồn, mong ngóng, hy vọng tìm thấy người thân. Trưa hôm qua, anh ăn vội bữa cơm, vội vàng ra nổ máy tàu đi biển làm cá cơm. Sáng nay nghe tin, tôi bỏ việc nhà, chạy ra cảng cá. Thấy có nhiều anh em của chồng mình đã được đưa vào bờ, còn chồng tôi chẳng thấy đâu. Cầu mong điều may mắn đến để anh ấy thoát nạn. Bà Thu nức nở. Sau lễ gia quân đánh bắt hải sản đầu năm 2024, ngư dân ven biển Quảng Ngãi bắt đầu ra khơi đánh bắt hải sản ở nhiều vùng biển lộng. Bãi ngang ven biển Quảng Ngãi cũng bắt đầu mùa đánh bắt cá cơm. Những ngày qua, tàu thuyền của bà con ngư dân vùng biển thành phố Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Lý Sơn đánh bắt được mùa cá cơm. Khoảng 250 tàu công suất từ 200 CV đến 350 CV đánh bắt cá cơm. Mỗi tàu đạt từ 2 đến 3 tấn cá sau mỗi chuyến. Tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi có gần 100 tàu đánh bắt cá cơm vùng biển lộng, cách bờ từ 15 đến 20 hải lý. Vùng biển đánh bắt cá của ngư dân Quảng Ngãi cũng là tuyến hàng hải có nhiều tàu thuyền, tàu vận tải hàng hóa đi qua, vì vậy nguy cơ tai nạn va chạm giữa các tàu cá và tàu vận tải luôn thường trực. Tai nạn xảy ra, chính quyền thành phố Quảng Ngãi đã thăm hỏi, hỗ trợ cho ngư dân địa phương và anh em ngư dân tỉnh Thanh Hóa hiện đang điều trị tại bệnh viện Năm ngoái cũng xảy ra tai nạn va chạm tàu cá tàu hàng khiến hai ngư dân tử vong. Địa phương cơ sở ban ngành thành phố sẽ tăng cường cảnh báo, vận động ngư dân đánh bắt an toàn hơn nữa. Đồng chí Trà Thanh Danh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi chia sẻ. Nằm ở phòng cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng bị đa chấn thương, ngư dân Lê Nguyên Tuấn 44 tuổi vẫn còn sợ hãi dù đã thoát chết. Nhập viện trong tình trạng gãy xương chân, vùng đầu bị chấn thương, anh Tuấn được các bác sĩ sơ cứu ban đầu. Quê ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, mùng 6 Tết, anh Tuấn và ba người dân cùng quê đón xe đào vào xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi chuẩn bị cho mùa đánh bắt hải sản năm mới. Mùng 7 Tết, anh Tuấn lên tàu QNG 11126TS của chủ tàu Kim Thuyền trưởng Nguyễn Đảm ở xã Tịnh Kỳ đi đánh bắt cá cơm là ngư dân ngoại tỉnh, anh Tuấn làm bạn biển các tàu thuyền xã Tịnh Kỳ gần 6 năm qua. Sau vài chuyến xuân sẻ đầu năm như thường lệ, đầu giờ chiều ngày 21 tháng 2 năm 2024, tàu QNG 11126TS xuất bến, anh cùng các ngư dân tiếp tục cho ngày đánh bắt cá mới. Sau 14 giờ lên đền trên biển đến 4 giờ sáng hôm sau, tàu thu lưới chạy vào bờ. Thức trắng đêm đánh cá, anh Tuấn tranh thủ chập mắt khi tàu quay vào bờ, Lúc đó khoảng 5 giờ sáng tôi đang ngủ thì nghe trầm, tỉnh giấc mơ màng không biết chuyện gì. Tàu chìm ngay, cuốn tôi xuống sâu phía trên là ván gỗ tôi phải cố thoát ván thuyền hai ba lớp phía trên tìm ánh sáng ngoài lên mặt biển, anh Tuấn nhớ lại. Sau khi được cấp cứu, anh Nguyễn Đảm 48 tuổi, chủ tàu kim thuyền trưởng tàu QNG 11126TS được chuyển lên khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Ngãi, Vụ tai nạn tàu cá khiến anh bị gãy xương vai, gãy chân và tổn thương vùng ngực do va đập mạnh, may mắn thoát chết trong gan tức. Anh đảm mong tìm thấy hai ngư dân hiện đang mất tích. Đánh bắt cá cơm vùng biển lộng cách bờ 15 đến 17 hải lý, gần sáng anh đưa tàu vào bờ cùng hơn 2 tấn cá để bán cho các thương lái chủ nậu thu mua. Do thức đêm đánh bắt 8 ngư dân tàu QNG 11126TS đều tranh thủ ngủ, anh đảm lái tàu vào bờ, anh Đảm cho biết khi tàu cá cách bờ khoảng 6 hải lý, tàu vận tải Trung Thắng 568 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Minh Long tông từ bên hông tàu cá, cú tông mạnh, khiến cabin, thân và vỏ tàu toát gãy rời và chìm dần. Anh Đảm bị cuốn chìm theo tàu cá. Tôi thức dậy thì lái tàu chạy vào bờ, còn anh em thì ngủ. Mình chỉ quan sát phía trước tàu thôi chứ không để ý hai bên hông và phía sau tàu. Khi tàu hàng tông vào tôi Tôi nghĩ mình chết vì tàu chìm nhanh lôi tôi theo. Phía trên là các lớp ván tàu. Cây chặn tôi dùng sức đẩy ra tìm lối thoát. Tôi chui lên tìm lỗ trống mới thoát được. Chứ nếu không thì không còn hơi để thở nữa. Hai anh em ngư dân ngủ sau cabin cũng bị cuốn chìm luôn. Anh Đảm nhớ lại. Đại diện trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ cho biết tàu chở hàng Trung Thắng 568 có trọng tải toàn phần trên 13.500 tấn. Sau khi tàu hàng kể trên đâm chìm tàu cá ngư dân, cơ quan chức năng đã yêu cầu tàu này dừng lại để lấy lời khai, điều tra xác minh vụ việc. Thời điểm xảy ra tai nạn có sương mù, đây là vụ tai nạn trên biển đặc biệt nghiêm trọng. Ông Lê Văn Thiều giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi các ngư dân trong vụ tai nạn được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo bệnh viện đã huy động các y bác sĩ tức tốc điều trị cho các nạn nhân trong đó có một bệnh nhân được đưa vào phòng mổ năm bệnh nhân còn lại đang nằm điều trị tại các khoa để các y bác sĩ theo dõi điều trị ngoài huy động lực lượng tiếp cận hiện trường để tìm kiếm hai nạn nhân mất tích hiện lực lượng công an biên phòng cũng đến hiện trường để tiến hành điều tra vụ việc Ông Lê Văn Lương, giám đốc cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cho biết, trước mắt đơn vị phối hợp với các lực lượng tập trung tìm kiếm hai ngư dân mất tích, riêng tàu hàng Trung Thắng 568 đang dừng tại khu vực xảy ra tai nạn. Sau khi làm việc ban đầu, cảng vụ sẽ yêu cầu thuyền trưởng tàu hàng đưa tàu vào cảng Dung Quốc phục vụ công tác điều tra và lấy lời khai, thu thập thông tin dẫn đến vụ tai nạn. Mới đây, công an thành phố Bảo Lộc cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Vũ Nhật Quang, 44 tuổi, ngụ tại phường 2, thành phố Bảo Lộc về hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời củng cố chứng cứ để xử lý hành vi cố ý gây thương tích của đối tượng. Trước đó, vào đêm ngày 21 tháng 2, tại đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Bảo Lộc, Tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Bảo Lộc cùng lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Lâm Đồng đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo kế hoạch phát hiện ông nguyễn vũ nhật quang đang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn vi phạm nồng độ cồn nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra tuy nhiên ông quang không chấp hành điều khiển xe bỏ chạy tổ công tác đã giao nhiệm vụ cho thượng úy đoàn nhật hà cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố và trung úy nguyễn minh trung cán bộ tiểu đoàn cảnh sát cơ động sử dụng xe mô tô chuyên dụng bám theo yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng ông quang vẫn không chấp hành khi đến trước cổng nhà trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường 2, ông Quang bảo người thân dắt xe vào trong nhà để trốn tránh. Lúc này, Thượng úy Hà đã dùng tay để giữ chiếc xe máy vi phạm thì bị ông Quang sử dụng thanh sắt đánh vào tay. Hậu quả khiến Thượng úy Hà bị gãy xương trụ cẳng tay trái. Thượng úy Hà được đưa đến bệnh viện Hai Lâm Đồng cấp cứu và hiện đang được chuyển về thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Sau khi tấn công Thượng úy Hà, ông Quang tiếp tục dắt xe máy vào nhà rồi khóa trái cửa, không chấp hành các yêu cầu của lực lượng làm nhiệm vụ. Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo công an thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ có mặt điều tra làm rõ vụ việc. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của ông Quang là 0,378mg trên lít khí thở. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Quang để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Mới đây, Tri Cục Kiểm Lâm thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các lực lượng phường Thạnh Lộc quận 12 để tìm bắt con khỉ hung dữ cắn người trong khu vực Bước đầu cơ quan chuyên môn nhận định, từ hình ảnh do người dân chụp lại cho thấy con khỉ trên là khỉ đuôi lợn. Trên cổ con vật có sợi dây xích nên có thể do ai đó nuôi làm sổng ra. Theo phản ánh từ người dân sinh sống tại phường Thạnh Lộc, con khỉ có thân hình khá to, hung dữ xuất hiện từ trước Tết. Ngoài quậy phá đồ đạc, con vật này còn tấn công cả người. Ít nhất 4 người bị con khỉ này cắn, cao gây thương tích. Hôm mùng 3 Tết, Tức ngày 12 tháng 2, con khỉ chạy vào nhà của anh Hoàng Nghĩa Cảnh, 45 tuổi, ngụ quận 12, để lục tìm đồ ăn. Khi vợ của anh Cảnh xua đuổi thì con khỉ xông tới, cao cấu, khiến tay bị xước, dớm máu. Sự việc khiến các con tối hốt hoảng leo lên giường ngồi để tránh khỉ, anh Cảnh nói. Tiếp đó mùng 8 Tết, tức ngày 17 tháng 2, bà Nguyễn Thị Thoan, 58 tuổi, ngụ quận 12, mở hàng, khai trương, bán trái cây trên đường TL29, cách nhà anh Cảnh, trường 6 mét lúc này con khỉ thường ở trên mái nhà chỗ bà Thoan bán trái cây thấy con khỉ đi lại leo trèo bà Thoan nghĩ chắc là nó đói rồi nên lấy một quả táo ném ra cho ăn quả táo sau đó lăn ra đường bà Thoan sợ con khỉ nhặt táo bị xe tông nên chạy ra lấy để ném lại cho khỉ con khỉ lại tưởng tôi giành táo với nó nên lao vào cắn trúng chân chảy máu bà Thoan kể và cho biết đầu gối sau đó sưng to phải đi bệnh viện tiêm ngừa hết gần một triệu đồng vụ việc khiến các con của bà Thoan lo lắng Khoảng 3 hôm sau, mấy người dân khu vực tìm cách bắt con khỉ lại vì sợ bị tấn công. Một người đàn ông cắt rau muống cũng bị khỉ cắn trúng, phải đi bệnh viện tiêm ngừa. Kế đó, con vật xông vô một tiệm bán đồ ăn để bốc trứng rồi nhảy lên đầu một người phụ nữ để bứt tóc, cào cấu gây sức ra. Sau khi tiếp nhận thông tin khỉ quậy cắn người, hôm 21 tháng 2, Chi cục Kiểm Lâm thành phố Hồ Chí Minh đã cử cán bộ xuống hiện trường để tìm bắt. Tuy nhiên, Kiểm Lâm phối hợp mật phục, tìm kiếm một ngày nhưng không tìm thấy. Mọi người ở khu vực này ai cũng mong muốn tìm được con khỉ để kiểm lâm đưa đi, thả về tự nhiên để nó đỡ quậy phá. Bà Thoan nói, theo hình ảnh người dân chụp được, con khỉ đực đuôi lợn có trọng lượng khoảng 10kg, giới tính đực, trên cổ có đeo một sợi dây xích sắt. Người dân nghi ngờ ai đó đã nuôi nhốt và con vật bị sổng ra ngoài. Trong sáng 23 tháng 2, cũng tại quận 12, Tri Cục Kiểm Lâm, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hai con khỉ đực, khỉ đuôi lợn, thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm do hai hộ dân trên địa bàn phường Thạnh Xuân tự nguyện bàn giao. Trong đó một con nặng khoảng 5,4 kg và con kia nặng 11,5 kg. Theo kiểm lâm, động vật hoang dã có bản năng tự nhiên có thể tấn công người. Việc nuôi nhốt, tàng trữ, mua bán động vật hoang dã không khai báo với cơ quan kiểm lâm và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp là vi phạm pháp luật tùy theo loại động vật hoang dã quý hiếm cũng như tùy vào tính chất mức độ mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Phía cơ quan này khuyến cáo người dân khi phát hiện những động vật hoang dã quý hiếm, động vật nguy hiểm sổng chuồng nên báo ngay cho chính quyền địa phương. Người nuôi động vật hoang dã muốn giao con vật đang nuôi cho cơ quan chức năng thì liên hệ với Tri Cục Kiểm Lâm thành phố Hồ Chí Minh để được hỗ trợ xử lý.